Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và chương trình Thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại tướng Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu. Bí thư tỉnh ủy trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Những hoạt động tri ân với chiến trường Điện Biên. Xã Bãi Sẩy vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Vai trò của trí tuệ nhân tạo với phát triển doanh nghiệp. Cháy kho chứa nhựa thiệt hại 20 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Thị Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Khoái Châu trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Cùng dự về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 7 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và bế mạc vào ngày 28 tháng 6. Kỳ họp sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội và chia ra làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết, trong đó có luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi, đồng thời cho ý kiến vào 11 dự án luật. Kỳ họp cũng xem xét cho ý kiến về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Tại hội nghị, cử tri huyện Khoái Châu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phục hồi và phát triển của kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự tiếp tục được đảm bảo. Cử tri đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội, tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời cử tri cũng có một số ý kiến kiến nghị để phát triển kinh tế, lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách thực thi pháp luật. Các ý kiến của cử tri huyện Khoái Châu được Đại tướng Tô Lâm trực tiếp trả lời, làm rõ nhiều nội dung. Hiện luật đất đai 2024 và dự thảo nghị định quy định chi tiết chưa có quy định thế nào là đất nông nghiệp trong khu dân cư. Đề nghị chính phủ bổ sung khái niệm này vào trong dự thảo nghị định quy định chi tiết để việc áp dụng trên thực tế được thuận lợi. Về dự thảo nghị định quy định về định giá đất, quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong phương pháp so sánh giá chi tiết khó thực hiện trên thực tế. Đề nghị cần phân nhóm rõ ràng để không bị trùng lặp. Quốc hội đã thông qua luật đất đai. Đấy, và chuẩn bị sẽ có hiệu lực thi hành. Hiện nay chính phủ với các cơ quan quốc hội đang cũng ban hành tất cả những cái văn bản dưới luật để làm sao tổ chức thực hiện được cái luật đất đai này một cách nó đáp ứng cao nhất được những yêu cầu. Đấy, sử dụng được cái nguồn lực đất đai, đảm bảo được cái quyền của người dân, của quốc gia, của người dân đối với cái việc sử dụng đất đai. Trước mắt là sẽ hoàn thiện những cái văn bản, đấy, những cái nghị định, đấy, của chính phủ, đấy, những cái thông tư của các bộ ngành để quy định làm sao triển khai những cái vấn đề này để các tỉnh có cái điều kiện để thực hiện tốt. Từ đấy, đấy nó ổn định, nó lâu dài và nó phải ra được những cái thành phẩm, những cái thành quả. Làm sao phải làm giàu được ngay trên từ trên đất đai không lãng phí. Đề nghị ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn cụ thể tạo điều kiện cho phát triển mô hình du lịch nông nghiệp. Vì để phát triển được du lịch nông nghiệp cần có những điểm vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, ẩm thực, trong khi để thực hiện sẽ có nhiều vướng mắc ở những quy định, đặc biệt là về luật đất đai, vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp nên rất cần có cơ chế và hướng dẫn cụ thể để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp. Những cái phát triển như thế, những cái định hướng đó thì cũng phải đồng bộ trong luật đất đai. Thế bây giờ lại cho phép phát triển là du lịch nông nghiệp, nhưng mà để đất nông nghiệp thì chủ yếu để sản xuất lúa, để trồng, làm gì có đất để làm khách sạn, làm gì có chỗ đất để làm khu vui chơi, làm gì có đất để cho những cái khu khác để phát triển du lịch nông nghiệp. Thì những cái phát hiện này của cử tri chúng tôi xin tiếp thu và những phần đó và để có cái tính toán. Trong thời gian tới, thị trấn Khoái Châu và 9 đơn vị cấp xã của huyện Khoái Châu thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính.
người dân có phải làm lại từ đầu tất cả các loại thủ tục hành chính và các loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng lái xe, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm ngân hàng và một số giấy tờ khác hay không? Chúng tôi cũng xin nói là bây giờ xác nhận chính quyền xã cũng không phải cái đổi giấy căn cước, vì xã nào vẫn là cái số của cái số định danh của cái người đó thôi. Nếu mà người dân cần có nhu cầu đổi cũng sẵn sàng đổi, nhưng về nguyên tắc là không cần phải đi đổi. Luật mới cũng như là sáp nhập các xã cũng không cần phải đổi. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tặng huyện Khoái Châu 50 bộ máy vi tính. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2024 cho đảng viên Phạm Thị Hợp, sinh hoạt tại chi bộ 2 thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy. Đảng viên Phạm Thị Hợp, sinh năm 1931, ngày vào Đảng mùng 10 tháng 10 năm 1950. Đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 2 thôn Vân Ngoại, Đảng bộ xã Hồng Tiến. Phát biểu chúc mừng đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện và công hiến của người đảng viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đảng viên Phạm Thị Hợp luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp của huyện Khoái Châu tiếp tục quan tâm thường xuyên hơn nữa đối với các đảng viên cao tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công với nước. Quý vị và các bạn, ngoài sự chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ từ quê nhà, thì hàng nghìn người con của quê hương Hưng Yên đã trực tiếp góp sức cho chiến thắng Điện Biên Phủ của 70 năm về trước. Những thanh niên ngày ấy mới 18 đôi mươi đã hừng hực khí thế của những người lính chiếm trường Điện Biên Phủ. Thanh xuân của họ gắn liền với những kỷ niệm của vùng trời Tây Bắc. Những ngày đầu hè, nhóm phóng viên thực hiện chương trình được đến thăm cụ Nguyễn Văn Ngọc, người chiến sĩ đã từng tham gia phục vụ tại đơn vị thông tin trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, quê Hưng Yên khi ấy, hăng hái hành quân lên chiến trường và được giao phụ trách tổng đài đường dây điện thoại. Đã 70 năm qua, nhưng ký ức về nhiệm vụ và những ngày hành quân tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của cụ ông đã 93 tuổi này. Tôi nối mạng cho vấn đề để ông chỉ huy gọi về các sư đoàn này, gọi về pháo binh, gọi về các cái thứ này để ông chỉ huy dưới mặt trận này. Thắng lợi đâu thì này phổ biến trong nội bộ. Cứ đi phấn khởi rồi hành quân vui lắm chứ các cái thứ này. Các đơn vị cứ đi theo dọc, cứ bám đuôi nhau rồi đi thế này này. Thế rồi dân công hỏa tuyến tất cả cũng đi theo cái này nữa, đi cứ bám nhau rồi đi thế này. Cũng ở tuổi ngoài 90, cụ Cao Nhu ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang vẫn nhớ như in những ngày đầu bước vào đời lính kể từ khi mới 19 tuổi đã được quân đội đưa sang Trung Quốc học về quang học để về phục vụ tại đơn vị cao xạ trên chiến trường Điện Biên Phủ. Thanh niên chưa qua nhiều sóng gió, bắt đầu bước vào đời lính với những tâm sự. Đặc biệt, người thanh niên ấy đã vững vàng thực hiện nhiệm vụ, đóng góp công sức vào việc bắn rụng hơn 60 máy bay của đơn vị mình. Công việc chính của tôi là dùng sử dụng máy quang học đo cự ly từ trận địa lên đến máy bay rồi báo cho số 3 ở pháo số bao nhiêu đấy cho ở trên anh số 3 ở trên pháo nó nghe thì nó thao tác. Ký ức Điện Biên có lẽ là một vùng trời riêng không bao giờ nhạt nắng với những người chiến sĩ năm xưa. Nên dẫu đã 96 tuổi thì cụ Mạo, người lính công binh mới ngoài 25 tuổi khi ấy, vẫn nhớ rõ hành trình những ngày đầu đón pháo về Điện Biên Phủ. Thì tôi không nhớ là tháng mấy là như phải là tháng 8, tháng 9 như vậy. Thì đón cái pháo 105 để về đánh Điện Biên Phủ mua 24 khẩu, sẽ đi theo đường Lào Cai. Thế đường Lào Cai thì bây giờ Trung Hàn đi thẩm tra lại đường này, thì bảo thế là không thể nào đi được rồi. Vì nó đón khẩn trương để về chiến dịch. Cái đường đến Bảo Hà thì hết đường nát như đường không làm được rồi. Thế bảo thế công binh quyết tâm bảo thôi, cho chúng tôi về chuyển bằng đường sông. Về cái đường sông Thao là
thác của Ngọc Kinh kinh giống từ Bảo Hà về Yên Bái thì pháo lên bờ lắp lại, các ông chí kiểm tra thông số là đảm bảo hết, không có vấn đề gì cả, thế là thắng lợi. Thế sau rồi đưa vào điện phó vào Điện Biên. Cũng như cụ Mạo, cụ Cao, cụ Ngọc, hàng nghìn thanh niên của Hưng Yên khi ấy đã mang theo khí thế của một thế hệ sẵn sàng rời non lấp biển lên chiến trường Điện Biên để góp phần làm nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tri ân với chiến trường Điện Biên với những cống hiến của cha ông, những năm qua các cấp chính quyền của tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tri ân tại mảnh đất Điện Biên. Đồng thời cũng có những người con Hưng Yên góp phần lan tỏa lịch sử hào hùng của Điện Biên Phủ theo những cách khác nhau. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Giữa tháng 4 vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Những phút tri ân sâu sắc của đoàn công tác tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, nơi có hàng trăm liệt sĩ là người con của tỉnh Hưng Yên đang yên nghỉ. Những món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên dành cho Điện Biên. Những mô hình trồng cây sinh kế, những nhu yếu phẩm và những mái nhà ấm áp nghĩa tình của phụ nữ Hưng Yên với phụ nữ Điện Biên. Năm nào cũng vậy, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa với mảnh đất đã hứng chịu nhiều bom đạn để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đều được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hưng Yên thực hiện với những tình cảm tri ân sâu sắc và cả những đóng góp của rất nhiều người con Hưng Yên ở nơi đây. Nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc Điện Biên nói riêng thì trong đó có cái sự tham gia đóng góp của những người con Hưng Yên đang sinh sống và cư trú tại Điện Biên Phủ trong nhiều năm qua, thì cũng phải kể đến các đồng chí là bộ đội để kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ thì từ năm 1958 và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quay trở lại xây dựng Điện Biên và có thể nói là đóng góp to lớn trong cái việc thiết lập lại hệ thống thủy lợi, xây dựng quê hương Điện Biên, thế và xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đóng góp quan trọng trong cái việc cùng với quân và dân các dân tộc Điện Biên cũng như các tỉnh lên khai hoang vỡ hóa để và tạo nên một cánh đồng Mường Thanh và tạo nên những cái hạt gạo đi cả nước như ngày hôm nay. Thế và trong thời kỳ đổi mới thì những người con Hưng Yên ở lại xây dựng Điện Biên ấy, đã đóng góp to lớn trong vai trò tiếp tục thực hiện cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của Đảng nói chung và của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Điện Biên nói riêng. Không chỉ vậy, bằng những việc làm cụ thể, người Hưng Yên cũng đang góp sức để làm sống dậy những ký ức Điện Biên Phủ hào hùng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho hôm nay. Đó cũng chính là những việc mà người họa sĩ của quê hương xứ Nhãn, họa sĩ Nguyễn Văn Mạc, người được coi là kiến trúc sư trưởng của một trong những tác phẩm hội họa lớn nhất thế giới vẽ về đề tài chiến tranh đã và đang thực hiện. Những ngày này, du khách đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Bức tranh panorama hơn 3.000 m² tái hiện 4.500 nhân vật giữa chiến trận 56 ngày cuối cùng của trận Điện Biên Phủ. Đây là bức tranh tròn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, quy mô lớn nhất Đông Nam Á, là bức tranh lớn thứ 3 trên thế giới được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau 9 năm, họa sĩ Nguyễn Văn Mạc cùng với hơn 200 họa sĩ khác miệt mài từng nét vẽ, bức tranh đã tái hiện thành công lịch sử hào hùng của dân tộc với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi xe tuyên truyền lưu động chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Hội thi được tổ chức với sự tham gia của 10 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo trong cách trang trí nhưng vẫn đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong quá trình tham gia giao thông. Sau lễ khai mạc, các xe tuyên truyền lưu động đã tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của thành phố Hưng Yên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho xe tuyên truyền lưu động của thành phố Hưng Yên, huyện Ân Thi, Kim Động, Văn Giang, Phù Cử và 5 giải nhì cho các đơn vị tham gia. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, từ tăng năng suất, giảm sản phẩm lỗi, tiết kiệm chi phí cho đến cải thiện quy trình làm việc, tự động hóa các phần việc có tính chất lặp đi lặp lại. Hay nói cách khác, trí tuệ nhân tạo ngày càng đóng vai trò quyết định vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp dệt may này có quy mô 300 công nhân may. Mỗi người vận hành một máy may, tương ứng với mỗi mã hàng, doanh nghiệp phải có một máy may khác tương ứng cho phù hợp. Vì vậy, đồng nghĩa với việc 300 máy may đang được người lao động vận hành, sẽ có 300 máy may khác luôn để không ở chế độ chờ. Điều này sẽ được khắc phục vào cuối tháng 5 này, khi doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy may mới có ứng dụng trí tuệ nhân tạo tự động hóa vào sản xuất. Với ưu điểm, một máy may có thể đáp ứng cho nhiều đơn hàng khác nhau. Ngoài ra, nhiều phần việc như cắt chỉ thì sắp tới với hệ thống máy mới sẽ được làm đồng thời trong quá trình may, qua tính toán giúp doanh nghiệp tăng năng suất từ 20 đến 30%. Trí tuệ nhân tạo cũng phải áp dụng vào trong kể cả thiết kế sản phẩm. Và hiện giờ thì chúng tôi đang thiết kế sản phẩm trên cơ sở là cái ghi nhận lại tất cả những cái yếu tố của khách hàng cần. Và nếu như có trí tuệ nhân tạo thì có tổng hợp tất cả những cái mong muốn của khách hàng cần những gì, và chúng tôi sẽ thiết kế và chào hàng cho các hãng. Và đấy là một trong những ưu thế cạnh tranh của công ty. Tự động hóa trong sản xuất là điều các doanh nghiệp đang hướng tới. Trí tuệ nhân tạo sẽ là chất xúc tác để giúp quá trình tự động hóa sản xuất ở mỗi doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo còn định hình lại nhiều phần việc có tính chất lặp lại trong quy trình sản xuất ở doanh nghiệp với độ chính xác gần như tuyệt đối. Từ đó giúp doanh nghiệp bố trí lại lực lượng lao động đảm bảo tối ưu nhất. Sự thay đổi này giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất. Đây đều là những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp nếu muốn duy trì và phát triển bền vững. Thì công ty cũng tập trung vào thay đổi dần những cái công nghệ cũng như là thiết bị tự động hóa. Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng mới đầu tư một cái hệ thống chiết cách 35 lít tự động của công ty Nguyên Đức, rất là hiện đại, chạy hoàn toàn tự động, nâng cao năng suất cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu cái sử dụng lao động chân tay. Hội nhập toàn cầu và kinh tế số đang là thách thức liên tục cho mỗi doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình sản xuất, là điều kiện để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì vậy, trí tuệ nhân tạo dù vẫn được coi là lĩnh vực mới với không ít doanh nghiệp Việt Nam, nhưng tại các nước phát triển, đây không còn là điều mới mẻ và sẽ là giải pháp được các doanh nghiệp trong nước hướng đến thời gian sắp tới. Ngay sau khi phát hiện các điểm vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đã tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ, giải tỏa 3 điểm vi phạm. Trong đó có một trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông quốc lộ 38 làm nơi giảm tải vật liệu phục vụ làm đường giao thông nông thôn. Hai điểm vi phạm còn lại thuộc hai hộ gia đình ông Nhữ Văn Sáu, thôn Tiên Kiều và ông Cao Văn Kết ở thôn Đỗ Mỹ. Lợi dụng thời điểm nghỉ lễ, các hộ này đã tiến hành xây dựng trái phép chuồng trại chăn nuôi và nhà lán để máy móc sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp và đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Tổng diện tích công trình vi phạm là gần 150 m². Ngay sau khi phát hiện điểm vi phạm, xã Bãi Sậy đã tiến hành lập biên bản xử lý, đồng thời vận động các hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế, giải tỏa theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp vi phạm cơ bản được xử lý. Quan điểm xử lý là dứt điểm, triệt để, không để coi như nhồi nhai các hộ tái vi phạm. Đặc biệt nhất là giao cho các ban ngành đoàn thể, rồi các tổ chức chính trị xã hội là tích cực tuyên truyền để làm sao các hộ là chấp hành. Qua tuyên truyền thì người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Xã cũng tự hỗ trợ các hộ gia đình là không có nhân lực và vật lực để vận chuyển và tháo dỡ các công trình. Thưa quý vị, vụ cháy lớn xảy ra chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua khiến hai khu nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quang Minh Hưng Yên đóng trên địa bàn thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ bị thiệt hại nặng nề.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50 phút chiều ngày 5 tháng 5, người dân nghe tiếng nổ và khói phát ra từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quang Minh Hưng Yên chuyên sản xuất nhựa. Chỉ một lúc sau, có lửa nhanh chóng bao trùm hai kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của công ty. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói lửa bốc cao hàng chục mét. Sau nhiều nỗ lực, chiều cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng hai khu kho chứa nhựa rộng 3.000m2 của công ty cháy đen đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới 20 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.